Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Hôm nay tôi được hân hạnh thay mặt cho thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí để thực hiện chương trình Người dân muốn biết ngày hôm nay. Và khi vắng chủ nhà thì gà có quyền mọc đuôi tôm hay là vọt niêu tôm, ai muốn đọc làm sao cũng được hết. Nhưng mà tôi rất hân hạnh được có sự tham dự của tân nghị viên Amy Fan West cũng như là tân nghị viên Nguyễn Nam Quang, là hai thành viên mới trong hội đồng thành phố Westminster. Và đây có lẽ là cuộc phỏng vấn trên truyền thông lần đầu tiên sau khi hai vị này được tuyên thệ vào ngày thứ tư vừa qua. Và câu đầu tiên tôi muốn hỏi là tân nghị viên Amy West, là suy nghĩ cảm tưởng của Amy như thế nào sau khi được tuyên thệ với vai trò là nghị viên của thành phố Westminster? So Amy Fan West, thiệt là vui, thực là happy, thiệt là feel relief, tại vì cái race này mình work hard, cộng đồng của mình supporter work really hard to make sure mình có, có phiếu, and cộng đồng thương xót Amy, bỏ phiếu cho Amy. So Amy rất là cảm ơn and rất là mừng. Dạ vâng, Mừng Amy hèn chi thấy mặt tươi rói rồi lúc nào cũng cười hết. wow, Amy lúc nào cũng tươi, lúc nào cũng cười như vậy. Nhưng mà Amy nghị viên, Amy chỉ mới thắng có 21 phiếu, and now you are a mother, bà bốn đứa con chạy vòng vòng mấy, lúc nào cũng mang theo phải chăm sóc nó, là có cơ sở thương mại làm ăn rồi, rất là bận biệu. Trong trong vài ngày thôi thì Amy nghĩ là có cái sự khác biệt gì không trong cái vai trò là hey, dân cử hay không phải dân cử? Amy of course balance cái dân cử, and then also mình phải balance cái tiếng Việt balance là gì ạ? Quân bình. Quân bình, mình phải quân bình về cái về người mẹ, người vợ và lo lắng mấy con cái của mình, tại Amy là homeschool luôn cho mấy con cái của mình, and then also small business owner rồi xong, và mình ứng cử viên as well. So em nghĩ người mẹ đó, mình always balance in life, and I think it's we just do it and we just go with it. Mấy người usually mấy người mẹ, người ta nói là người mẹ là người giữ cửa của gia đình, phải không? So this Không phải giữ is cái cửa mà giữ cái búa đó. in the Mấy ông chồng mà không nghe là lấy cái búa gõ cốc same cốc cốc như này. way. Và đây là một cái trách nhiệm rất lớn. Và Thiệt là chúc lớn. chúc chúc nghị viên Amy West gặp may mắn. Và quay sang tân nghị viên Nguyễn Nam Quang. Bạn cũng mới được tuyên thệ thôi, nhưng mà Nam Quang không phải là người mới lạ trong chuyện này. Nam Quang đã sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều rồi. Nam Quang nhận xét như thế nào sau khi mà được tuyên thệ với chức vụ nghị viên thành phố? Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân và xin phép anh để được trình bày với lại khán thính giả của Vietnews TV. Thưa quý vị, trong cái thời gian khoảng chừng 4 năm trước, quý vị biết là Nam Quang là một cái người hoạt động mà xã hội rất là tích cực. Tất cả những gì mà Nam Quang làm thì là nó đều hướng tới là làm cho giữ cho cộng đồng của chúng ta vững mạnh và đòi hỏi quyền lợi cho cộng đồng của chúng ta, đòi hỏi quyền lợi cho người dân của thành phố Westminster. Cho nên là Nam Quang rất là quen với lại những cái công tác như thế này, thưa quý vị. Nhưng mà cái ngày hôm qua khi mà tuyên thệ vô, nó rất là cái cảm giác bồi hồi lắm anh. Tại vì thưa quý vị, mình giống như là từ trước đến giờ mình hoạt động, mình có mấy cái búa, thưa quý vị, là để mình gõ 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 đó. Nhưng mà kỳ này là khi mà mình đắc cử, thưa anh, với lại nghị viên Amy Fan West, với lại quý vị khán giả, là giống như là họ đưa cho mình một cái cây búa to hơn nữa. Có nghĩa là mình có thêm những cái quyền để mà mình phục vụ cho người dân. Đó, thì trước đây là mình đấu tranh, mình đòi hỏi những cái người nghị viên hay là thành phố, họ phải thực hiện những cái việc mà đáng lẽ ra là người dân cần phải được. Thì bây giờ mình là cái người ở trong cái vai trò đó, mình được giao cho cái nhiệm vụ là hey, bây giờ anh sẽ có cái trách nhiệm là anh phục vụ người dân. Thành ra đó, mình sẵn nó mình có cái quyền để mà mình phục vụ cho người dân. Thành ra cái đó là cái mà mình cảm thấy mình rất là sung sướng anh. Mình có cái khả năng để mà mình đứng ra mình phục vụ cho người dân. Dạ vâng, cảm ơn nghị viên Nam Quang đã chia sẻ như vậy. Thực ra tôi biết Nam Quang cũng có hai đứa con nhỏ, cũng phải chăm sóc. Nghị viên Nam Quang vẫn là YouTuber, vẫn làm việc, cái đó cũng rất là mất thời giờ, và sinh hoạt trong cộng đồng như vậy. Cái chuyện đó có khó khăn gì không? Trong thời gian chuyển tiếp từ
từ trước chỉ làm việc YouTube và chăm sóc con thôi, bây giờ thêm cái trách nhiệm làm dân cự nữa. Năm Quang cảm thấy có cái gì khó khăn trong thời gian sắp tới không? Dạ vâng, theo như Nam Quang thấy trong mấy ngày vừa qua, mà chắc Nam Quang nghĩ là nghị viên Amy Phan West của chúng ta ngồi cạnh Nam Quang cũng thấy được là cái sức nặng của cái công việc nó có nhiều hơn thưa anh. Và ở cái cương vị của người chủ gia đình đó, có hai con nhỏ và Amy cũng có ba con nhỏ, thành ra mình thấy được là mình thông cảm cho nhau lắm. Mình biết là cái trách nhiệm để phục vụ cho người dân nó cũng vô cùng quan trọng anh. Mình 5 người trong hội đồng thành phố là mình represent cho 90 mấy ngàn cư dân thưa anh, thì mình cái này là cái chuyện quan trọng lắm, không thể nào mà mình coi thường nó được. Người dân đã tin tưởng mình để bầu cho mình vào cái chức vụ này, thì họ biết là họ đã chọn cái người để mà đại diện cho họ, đòi hỏi quyền lợi cho họ thưa Dạ anh. vâng, cũng giống như nghị viên MWS, mọi người có vẻ như là sẵn sàng thích ứng với môi trường. Nhưng mình nên nhớ nha, hồi trước giờ đó mình tranh cãi với ai ấy, mình chỉ tranh cãi với một hai người trước mặt thôi. Bây giờ mình tranh cãi thì có một lô người trước mặt đó và bao nhiêu ngàn người đang theo dõi mình. Và mỗi cái quyết định của mình không phải là chỉ ảnh hưởng người nào trước mặt mình thôi mà ảnh hưởng bao nhiêu chuyện khác. Và những quyết định ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu năm, ai cũng có thể nhìn lại là ngày đó ông hay bà đã bỏ phiếu chỗ này, hỗ trợ cái kia, chống đối cái nọ. Là cái trách nhiệm nó rất là lớn cho mỗi cái hành động của mình, đó là chưa nói đến mỗi cái lời nói của mình. Không biết rằng với một cái nhìn mà gọi là nó nặng nề như vậy, nghị viên Amy có thể chia sẻ là ok, trong thời gian sắp tới nghị viên sẽ định làm cái gì trong cái nhiệm kỳ của mình. What is your plan to do now you're in it? Okay, you look forward to it. What are you going to do in terms of your agenda? What do you plan to do in the next 4 years? Can I speak in English? You can do English, Vietnamese. I think, Amy, your We go Vietnamese is hybrid. very good. It's very good. Don't Thank worry. you. Just try your best. Okay? We go hybrid here. Yeah, okay, that's good. Well, you know, Amy có nhiều ý kiến lắm, okay, để mình làm việc. Và khúc mà Amy campaign á, ở trên cái run cho City Council đó, là Amy campaign about mình fix cái homeless problem in cái City Westminster. Mình phải make sure safety and crime goes hand in hand. Mình phải make sure safety để cho con cái mình sống với gia đình mình sống ở trong cái city của Westminster. And then also the other thing is business plan, an economic plan. Tiếng Việt, I don't know how to say that. Kế economic hoạch plan. Phát triển kinh tế. Kế hoạch. Kế hoạch phát triển kinh tế. Yeah. Kinh tế, okay, to make no better. So Amy có cái economic plan and that's very important, thiệt là quan trọng để mình move cái city của mình forward. Tại vì Amy thấy á, cái city của Westminster mình có nhiều opportunity, tiếng Việt là gì ạ? Cơ hội. Mình có nhiều cơ hội lắm ở trong cái city của Westminster để phát triển và cho làm cái business nó tốt. Và không phải là Amy muốn giúp small businesses and big businesses in our city để cho nó không phải successful but not thrive. So I don't know how to say business. Để mà phát triển phồn thịnh, phồn thịnh hơn. Để Amy đương nhiên có cái muốn có cái kế hoạch phát triển kinh tế để cho cái thương mại nhỏ, thương mại lớn cũng không những là phát triển không mà nó phồn thịnh lên, để nó rộng ra. Và đó là như như nghị viên Nam Quang sẽ thấy rằng tất cả mọi người đều có cái ước muốn làm lớn lắm, làm chuyện homeless, làm những người vô gia cư, rồi làm cái chuyện an toàn cho thành phố, làm cái chuyện phát triển kinh tế. Nhưng mà trên thực tế vô đụng chọc một cái toàn là những chuyện lắt nhắt từ trước giờ nó còn lại. Đúng rồi. Đó, thành ra chưa ai nói gì đến cái chuyện là kinh tế, là phát triển, là vô gia cư, là an ninh, là quốc phòng, là cái gì hết trơn. Bây giờ đụng những chuyện mà nghị viên Amy, nghị viên Nam Quang phải đồng ý với tôi là toàn là những chuyện lải nhải lắt nhắt từ trước giờ nó đọc lại. Tôi không biết rằng tôi muốn hỏi Nam Quang trước là nghị viên Nam Quang đối phó như nào, nghĩ như thế nào về những cái hiện tượng đó, đó trước khi mình muốn làm những chuyện như vậy. Không biết nghe quan nghĩ như nào, và tôi sẽ trở lại nghị viên em. Rất là cảm ơn anh đã đưa ra cái câu hỏi đó. Nhưng mà trước khi mà trả lời cái câu hỏi của anh đó, thì Nam Quang cũng muốn trình bày cho quý vị về cái plan, đó là cái kế hoạch mà khi mà Nam Quang
đi ra tranh cử. Nam Quang cũng có những cái kế hoạch riêng của Nam Quang. Nhưng mà thưa quý vị, có một điều mà mình thấy được cái mình cảm thấy là mình rất là happy đó, hạnh phúc đó, là mình có được một cái người đồng viện của mình có chung với mình những cái suy nghĩ để mà phát triển thành phố, có chung những cái suy nghĩ là làm sao để giảm cái nạn vô gia cư, và cái chung cái suy nghĩ của mình làm sao để mà giữ cho thành phố được an toàn. Đó là Amy Phan West. Rất là cảm ơn Amy đã có chung một cái tư tưởng đó đối với Nam Quang, đối với lại cộng đồng của chúng ta, đối với thành phố chúng ta. Thành ra khi mà chúng tôi làm việc với nhau, vì chúng tôi cùng có chung một cái lý tưởng, thưa quý vị, chúng tôi làm việc rất là nhịp nhàng với nhau, và rất là cảm ơn về cái chuyện đó. Thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà cái câu hỏi của anh luật sư Nguyễn Quốc Lân vừa mới nêu ra, thưa quý vị. Nếu mà quý vị theo dõi cái tình hình của thành phố Westminster của chúng ta trong hơn 4 năm nha, phải nói là hơn 4 năm thưa anh, kể từ khi trước khi mà ông Tài Đỗ vô, mình phải nói rõ những cái người nào phá ở trong này, thì nó đã bắt đầu có những cái chuyện là những cái chuyện rạn nứt, những cái chuyện nhỏ nhỏ, và tới lúc ông Tài Đỗ vô cho tới khi mà ông ta đi ra vào cái ngày thứ tư vừa rồi, là cái phiên họp mà đầu tiên của Amy Phan West, của Nam Quang, của anh Charlie và của hai người nghị viên cũ là ông Manzo và bà Kimberly Hồ đó, thì cái ngày đó là cũng là cái ngày mà đưa tiễn ông Tài Đỗ ra khỏi thành phố. Thì chúng tôi có được cái bà Janet Nguyễn, bà senator gọi là thượng nghị sĩ tiểu bang, bà Janet Nguyễn có tới đọc một cái bài diễn văn và trao cho ông Tài Đỗ một cái bằng khen, và bà nói bà khen ông Tài Đỗ để đóng góp vô trong thành phố này nọ. Thực ra ngay cái đó, không biết là Amy Phan West có xem cái suy nghĩ đối với Nam Quang hay không, nhưng mà thưa quý vị, nếu như mà bà Janet Nguyễn còn ở đó và ông Tài Đỗ còn ở đó, thì Nam Quang đã nói thẳng vô mặt họ là những cái gì mà ông Tài Đỗ đem lại cho thành phố trong vòng 4 năm qua chỉ là những cái chuyện mà rùi bu, những cái chuyện phá hoại và làm cho thành phố mất mát tiền bạc, cho Nam Quang nghĩ là cộng lại là hơn cả triệu đô la rồi. Tại vì sao? Khi mà thành phố, khi có mặt ông Tài Đỗ vô rồi có sự tiếp tay của Phát Bồi với lại Hoàng Kiều, tỷ phú Hoàng Kiều, thì cái cuộc mà recall vô lý hết sức, ông thị trưởng Tạ Đức Chí, anh Charlie Mạnh Chí và bà Kim Hồ lúc đó đã tốn của thành phố gần 500.000 đô la, có thể là hơn 500.000 đô la nữa nếu mà đi vô chi tiết. Và tiếp sau đó là những cái cuộc cãi vã cho những cái mà dự án thành tái chiếm cổ thành Quảng Trị một cách rất là vô bổ, thưa quý vị, và tốn của thành phố cũng cả trăm ngàn và trăm ngàn đô la, chưa kể đến cái dự luật C, thưa anh. Cái dự luật C là một cái dự luật mà họ muốn tước đoạt cái quyền bầu cử của người dân đứng ra bầu cử thị trưởng. Họ chỉ muốn là những cái người của họ ở trong cái câu, nó mang quan phải gọi là cái băng đảng của họ, cái câu lạc bộ của họ đó, chỉ là cái phe nhóm 3 người của họ bầu cho nhau để ra một cái chức thị trưởng, thưa quý vị. Cho nên là nó rất là tốn tiền của dân, rất là tốn tiền của thành phố. Thì một cái người mà đem lại toàn những cái chuyện mà đấu đá và làm tốn tiền của thành phố như Tài Đỗ, như Kimberly Hồ, như Carlos Manzo, thì làm sao mình có thể mà là mình cảm ơn cái service của họ được, quý vị? Họ không có cái gì để chúng ta cảm ơn hết. Và chúng ta phải cảm ơn ông trời, cảm ơn người dân là đã bầu cho những cái người xứng đáng giống như cô Amy Phan West và Charlie Mạnh Chí, giống như cá nhân của Nam Quang đây, để mà thúc đẩy cho thành phố của chúng ta tiến bước hơn nữa, chứ còn không có giống như là những cái năm vừa qua. Dạ vâng, nghị viên Nam Quang đã chia sẻ những cái tâm tình, những khó khăn đó, và tôi có theo dõi một phần của cái buổi họp đó. Tôi cũng nhận thấy rằng nghị viên Amy West đã nói rõ no more, phải chấm dứt cái đó, sẽ thay đổi cái đó và không có làm như vậy nữa. Quý vị đã có kinh nghiệm, quý vị đã có cái cơ hội để làm như vậy, và quý vị không nên làm như vậy được nữa. Và giống như là tôi cảm thấy là có cái là new sheriff in town, có nghĩa là có ông cảnh sát trưởng vô rồi, ok, yeah. Rồi bây giờ không có được tiếp tục như vậy, không biết là nghị viên em có thể chia sẻ những cái nghĩ như thế nào, có bà cảnh sát cảm nghĩ như thế nào mà tôi cảm thấy là nghị viên em cũng đã trực diện thẳng cái vấn đề, như họ muốn cứ cái lãi nhãi cái tiếp tục những cái chuyện như vậy mà nghị quyền, giống như là đối với cái chân có bỏ xuống hay không, nhưng mà cái nói rõ dứt khoát là no more, yeah, ok, yeah, đúng rồi. Chấm dứt là như vậy, không có làm như vậy nữa. Bây giờ sẽ là một cái khuynh hướng mới mà
Tôi muốn hỏi nghị viên Amy West, what were you thinking when you said all that? Amy Phan West, chứ không phải Amy Phan West. Amy, nghị viên Amy Phan West, what were you thinking when you said all that? Because you're confronting the new reality. Yeah. I mean, the old one in at that time. But. You know, at that time, I was speaking, Amy nói từ cái lòng của Amy. So khúc mà Amy biết là khúc mà Amy nói từ cái lòng là không có bao giờ sai hết. Tại cái lòng của mình nói cái fact mà that happened. Tại ai cũng coi ở trên đài, ai cũng coi cái council meeting. Thấy hết in the last 4 năm. Mình thấy mấy người cãi nhau, bickering. Majoring in the minor, tiếng Việt là gì? Major in cãi the minor. Nhau những cái chuyện vặt vãnh. Yeah, vặt vãnh. And so, small thing. Yeah, small thing. Rồi xong á, tại vì cái người này offend me, cái người này offend tôi. You know, they keep bickering back and forth. And cái đó là thiệt là embarrassing cho cộng đồng Việt Nam của mình. Mình là hết người Việt Nam. That's why Amy thấy, coi the last 4 years ở trên TV á, Amy shake her head, nói no, no. Cộng đồng của mình better hơn đó. Tại cộng đồng của mình là người work really hard. We have great characteristic. Mình là gia đình oriented. Mình có nhiều very good characteristic. Why don't we show that? So Amy nói ngay on the swearing in that, Amy set the standard in a way. Amy set the tone. Giống như người mẹ ở trong gia đình. Mình nói với con cái mình, this is how I expect of you in gia đình của mình. They nghe, they biết. Likewise, cái ngày, hai ngày kia, Amy set the tone in City Hall. Nói là mình không có bao giờ cãi like that and focus on cái nitty bitty stuff. Mình phải focus on cái gì mà cộng đồng của mình muốn. Which is, họ care about con cái của mình. Họ care about cái gia đình của mình. Họ care con cái nó có học hỏi tốt không? And also cái safety của cái city của mình để họ đi park, đi chơi, làm việc, you know. So that's why mấy cái người bỏ phiếu ở trong Westminster họ care về cái đó. So Amy hứa với cộng đồng là Amy sẽ focus on cái đó. Even ngày đó, cô Kimberly Ho attack Amy, nói là Amy newbie, Amy không có address now, không có waste time on that. Like it's not waste our time and resource. So Amy không có muốn waste time của người Việt của mình và also cái người làm ở trong City Council. Well, staff. Amy brought up, đưa ra một cái điểm đó tôi cũng nhận thấy. Rõ ràng, trong cái tranh luận nước ngoài như vậy, chắc nghị viên Amy Phan West có nhớ không? Là nghị viên Kimberly Ho nói là cái cô này cô không hiểu cái chữ ad hoc committee là cái gì. Cô mới vô, cô để cho cổ một ngày, cô không biết. Đây tiếng Anh nó gọi là condescension. Yeah, and she said, let me explain to you. Very, yes, that's rude. Cách nói rất là coi thường, miệt thị người khác. Nhưng mà nếu mà coi cái cách giải thích của nghị viên Kim Hồ, rõ ràng bà ta không hiểu cái chữ này là cái gì. Rõ ràng là bà ta không có hiểu, mà dám nói người khác không có hiểu. Yeah. Tại vì rõ ràng là nghị viên Amy West, I mean, và tất cả các hội đồng thành phố đã cần phải có một cái ad hoc committee. Yeah. Để mà chấm dứt cái chuyện là 5 người điều động cái công việc đó. Yeah. Mà chỉ dồn lại một hướng, dịch một cái committee thôi. Một người thì không được, tại vì một người đó có thể tác quái tác quái. Ba người thì không có được, tại vì that's illegal, vì mặt private. Cho nên chỉ có một giải pháp thôi là hai người. Đó lý do tại sao cái mục đích của cái ad hoc và một chuyện nó giải rồi như vậy. Trong biết. Khi những người này họ cứ nói là khác biệt cái gì, không biết cái gì, mà họ chính vì họ không có hiểu rõ cái dụng đó mà họ dám chỉ đến nói một cách, tôi nghĩ người Việt Nam mình có cái cách nói, đó có lối nói rất là thông thường của người Việt Kim Hộ là cái khinh thường người khác nhưng mà không hiểu rõ cái sự thật mình đang nói cái gì, coi thường người khác mà cách rất là vô cớ. Mà không biết là nghị viên Amy Phan West có nhận ra được cái lúc đó không? Tại vì tôi cảm thấy là nghị viên Amy West rất là bình tĩnh để mà đối phó. Đúng. Nhưng mà tôi ngồi tôi thấy Amy không biết có được. Amy okay. biết, but Amy nói là tại vì it's not worth my time. Tại vì Amy thấy cái infighting like that and condescending in the last 4 years. So Amy không có muốn give her that attention. It's not worth the people's time. It's not worth addressing. So that's why Amy can down và calm. Bình tĩnh. To address other issue, like she said, càng cái người mà có experience
Amy nói là mấy người này, Kimberly and Menzo, có tons of, it's not about experience. Look at what their record in the last 4 years. They cãi nhau không à? Đâu có làm gì được đâu. Yeah. So that's why mình phải càng fresh idea, fresh blood. That's why Amy addressed that. Rồi xong á, tại vì á, if mà 5 người, like you said, có different idea and nothing have happened. You know, so that's why cái committee này nó narrow down to 2. We work alongside the staff to make sure everything goes smoothly. And so nó là better that way. Tại vì mình biết 5 người đâu có get anything done. Và đúng là cái ý nghĩa của cái chữ, cái mục tiêu của cái nhóm ad hoc committee là như vậy. Đúng và rồi. Rõ ràng là nghị viên Amy Phan West đã giải thích rõ ràng ra nó là như vậy. Mà trong khi nghị viên Kimberly Hồ vì không hiểu hay cố ý nhưng mà dùng cái chữ đó với cái ác ý, tôi nghĩ cái chuyện đó là chuyện không chấp nhận được. Nhưng mà cảm ơn nghị viên Amy West đã chặn đứng được, ít nhất là một lần đầu tôi wow, rất phục nghị viên Amy West đã chặn ngay cái đó. Nghị viên nghị năm qua cũng đã đối trả nhiều chuyện rất là quan trọng, tại vì ngay cả khi mà quý vị tranh cãi cái việc mà di chuyển văn phòng thị trưởng ra khỏi City Hall chẳng hạn, thì đây là cái chuyện họ, mà điều tôi rất ngạc nhiên là cử tri đã lên tiếng phản đối, lên án cái dự tính di chuyển cái phòng thị trưởng ra khỏi City Hall. Giờ này họ vẫn tiếp tục quan tâm như vậy, chứng tỏ là họ không có nghe gì hết cái nguyện vọng của cử tri qua cuộc bầu cử. Mà cũng may là có nghị viên Nguyễn Nam Quang đã ở đó, đã nói thẳng rằng âm mưu của quý vị chỉ là để sỉ nhục ông thị trưởng tại tiêu chí mà thôi, đúng chứ rồi, không có cái mục đích gì hết. Không biết là nghị viên Nam Quang nghĩ như thế nào lúc mà phát biểu là chật đứng ngay cái nhóm này, họ vẫn cứ tiếp tục. Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thưa quý vị, vào cái thời điểm mà cô nghị viên Kimberly Hồ cùng với lại ông Tài Đỗ và ông Carlos Manzo đó, họ chiếm đa số ở trong council đó, thưa quý vị, thì họ tắt ai tắt quái, họ muốn làm gì họ làm. Mà theo cái ý của cô Kimberly Hồ lúc đó đó, thưa quý vị, là tại vì cô ta đang chuẩn bị cho cái kế hoạch là tranh cử chống lại ông thị trưởng Tạ Đức Chí cho cái cuộc bầu cử sơ bộ vào địa hạt 70 ở tiểu bang California, thưa quý vị. Thì cô ta đã dàn trải hết tất cả những cái con đường mà để mà phải làm sao để mà bôi nhọ ông thị trưởng Tạ Đức Chí, thưa quý vị, phải bôi nhọ ông để cho người dân thấy là cái ông này không có xứng đáng để cho người dân chọn vô cái chức vụ đó, mà phải chọn cổ. Đó là một cái âm mưu rất là nguy hiểm, thưa quý vị, và rất là, Nam Quang nói là rất là tàn nhẫn và độc ác. Tại vì ngay cả những cái bước đầu tiên mà cô ta chập chững bước vô chính trị, thị trưởng Tạ Đức Chí là cái người dìu dắt cô ta vô. Quý vị coi tất cả những cái hình ảnh ở trên Google đi quý vị, chỉ cần đánh Tạ Đức Chí Kimberly Hồ là bao nhiêu cái cuộc họp gì đó, những cái sự kiện là bao giờ bà Kimberly Hồ bà cũng được ông thị trưởng Tạ Đức Chí dành cho một cái vị trí rất là trang trọng ở bên cạnh. Mà cuối cùng là bà ta bày ra tất cả những cái chuyện mà không có, thưa quý vị, không bao giờ có hết, để mà bà ta làm cho người dân hiểu lầm. Và có một cái thời gian người dân đã hiểu lầm rồi, nếu như mà không có anh Ngô Kỵ hay là tất cả các anh em đứng lên để binh vực cho thị trưởng Tạ Đức Chí thì có thể là người dân đã hiểu lầm về cái chuyện đó rồi, thưa anh. Tại vì truyền thông nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Nếu như mà quý vị cứ nghe tới nghe lui, một lần quý vị chưa tin, hai lần quý vị chưa tin, tới lần thứ ba là quý vị tin. Đó, nó như vậy, cứ lặp lại đi lặp lại, cuối cùng nó vô trong đầu mình lúc nào không hay. Cho nên cái đó rất là nguy hiểm. Mà chúng tôi muốn nói là bà Kimberly Hồ là một cái người phản bội, thưa quý vị. Bà ta là giống như cái người bánh tráng, nước bánh tráng trở mặt như vậy. Đó, trở mặt. Quý vị thấy vừa rồi đang cho thành phố, đang cho người dân tiền $100 để mà người dân đang sung sướng, các cô các bác đang sung sướng để mà đi lãnh tiền. Cuối cùng bà ta với lại ông Tài Đỗ với ông Carlos Manzo lại chặn cái chuyện mà cho tiền $100 đó lại. Thành ra cuối cùng bà con cô bác kéo tới thành phố cầm cái đơn, rất là tội nghiệp, nhiều người già lớn tuổi đi xe bus rồi đi xe lăn tới, đi nạn tới, nói ủa Nam Quang ơi, giờ nộp đơn ở đâu? Nam Quang phải nói chứ. Dạ thưa bác, tụi con sorry chứ cái chương trình này nó hiện giờ nó ngưng lại rồi, mà không phải là hội đồng thành phố ngưng, mà do ba cái người đó ngưng, chứ không phải là, tại vì khi mà mình nói tới hội đồng thành phố là mình nói tới nghị viên kia. Cho nên là có thể trở lại cái đề tài đó cho cái phần chương trình này. Chúng tôi chỉ muốn nói đây là cái cách ứng xử của các nghị viên trong cái hoàn cảnh này. Chúng tôi cũng vẫn trở lại cái vấn đề
là cái việc di dời cái vâng, di dời thị trưởng đó là rõ ràng cái âm mưu của họ đó là, mưu. là muốn sỉ nhục thị trưởng tại Đức Chi. Dạ, đúng, từ tôi thì nhìn vô từ phía huyến của việc cộng đồng đó, họ muốn diminish cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam. Tại vì cái nếu mà họ thành công cái đó đó thì phía ngoài họ sẽ nói rằng ồ, cư dân hội họ đuổi ông thị trưởng gốc Việt đầu tiên đây nè. Đúng rồi. Mà ảnh hưởng chính sách chính trị của mình rất là lớn. Yeah. Cái đó là cái âm mưu của họ, mà tôi nghĩ cái âm mưu này nó lớn hơn là cái chuyện sỉ nhục thị trưởng đã được chiến. Nó âm mưu là cái chuyện nó tiếp tay cho phía cộng sản, họ có cái cơ hội. Họ ám chỉ cái cộng đồng Việt Nam đã lật đổ ông thị trưởng đầu tiên của họ và lập giảm thiểu cái ảnh hưởng sức mạnh chính trị cho cộng đồng Việt Nam. Có đó cái phần là lớn của tôi. Dạ, chứ còn chuyện mà sỉ nhục thị trưởng tiêu chí cái đó là chuyện nhỏ, chuyện cá nhân của những người đó này. Nó giống như là một mũi tên mà bắn hai con chim đó. Cái này mình gọi là one stone but two birds. Và đó, cái âm mưu này rất là lớn. Yeah. Bây giờ có nghị viên Amy Fan West là một người business owner, là một người đã từng đi làm, là một người ai cũng biết hết. Ai đã từng đi làm thì biết rằng mình làm chuyện của mình, ông boss, ông chủ mình đi vòng quanh mặc kệ, ông chứ ăn thua cái gì? Mà ông boss không có gì. Ông boss không có quyền đi vòng quanh, ông coi mình làm sao không chứ? Có gì là hoảng sợ hết. cái chuyện mà nói như giờ thì văn phòng điều trưởng đó, họ suy nghĩ tới cái chuyện như là hey, có ông boss ở gần đó thì dân nó hoảng sợ, nó không làm gì được cái gì hết. Cái chuyện đó là hoàn toàn vô lý, hoàn toàn bị đặt. Với tư cách là một người business owner, thì nghị viên đã phản thẳng thừng là nói cho họ biết cái chuyện nó không là cái gì hết. Nó không, thành ra với cái kinh nghiệm là mình own business, mình đã từng đi làm việc, mình đã từng có người khác làm việc với mình, là mình là boss, mình làm chủ. Việc gì phải sợ? Không có cái gì phải sợ hết. Cái chuyện đó là hoàn toàn vô lý. Nhưng mà không biết là với tư cách là một business owner, là một người có cái kinh nghiệm cuộc sống như vậy, nghị viên Amy Phan Quách nghĩ như nào về cái âm mưu của họ đưa di dời văn phòng điều trưởng ra khỏi cái city hall? Tại Amy ngày tối đó Amy nói luôn, tại cái that's very disrespectful. I've never seen anything like that. To disrespect a mayor's office. A mayor là người thị trưởng của cái city, but thị trưởng không có cái office they work in. And he's homeless for, you know, the time being. And that is so sad for me. So I don't know how to say that in Vietnamese. Là Amy thấy là cái disrespect, tiếng Việt là không có tôn trọng, không có tôn trọng cái cái title của thị trưởng. Rồi Amy nói là ngày bắt đầu bữa nay là mình phải bring back cái respect cho cái position của thị trưởng ở trong cái city. Mình phải make sure he got cái office, and then we move it the agenda to the office in the city hall để he làm việc and gặp mấy người. Not cat, but mấy người voters. Yeah. Wow, gặp cử tri, gặp mấy người business, everything, everyone. Yeah. Business là những người cư dân để mà làm việc ở thành phố. Tại vì cả hai bạn cũng giải thích rất rõ là tại vì cái văn phòng thị trưởng cũng như cái vị thị trưởng là cái bề mặt của thành phố, là người đại diện thành phố, thì không thể nào cất ở trong một cái xó nào hết. Chỉ vì cái tư tưởng, một cái tưởng tượng của họ là ông thị trưởng mà ở gần nhân viên là gây hoảng sợ nhân viên. Cái chuyện nó rất là vô lý, là không có đúng. Nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên là sau khi bầu cử vừa rồi họ vẫn còn tiếp tục cái luận điệu đó. Cả hai cái người này nghị viên Carlos Manzo và nghị viên Kim Hồ vẫn tiếp tục cái luận điệu là đẩy cái vòng điều trưởng ra khỏi City Hall. Và trở lại cái vấn đề đầu tiên tôi muốn hỏi nghị viên em phong cách là những cái chuyện bickering, những cái chuyện cãi cọ, những cái chuyện như là minor issue, những cái chuyện lặt vặt như vậy sẽ tiếp tục. Họ sẽ tiếp tục những cái chuyện mà họ biết cái đó họ sai, họ vẫn cứ làm như vậy để gây khó khăn. Không biết là nghị viên Amy Phan Quách có cái kế hoạch đối phó như thế nào về những cái chuyện mà cứ tiếp tục lải nhải những cái chuyện ở ngoài tôi gọi là chuyện rubu, nhưng mà trong cái lịch sử mình gọi là chuyện lặt vặt, vặt vảnh không có gì. Cái ngày mà Amy swear in, Amy nói là number one, Amy muốn bring respect back to the office of the council. Tại in the last 4 years, mình không có cái respect cho cái council của Westminster. That's unacceptable. And then not only that, Amy bring respect back for those resident, mấy người ở, sống ở trong cái city của Westminster. Để mấy người đó nói là I'm so proud to ở trong, live ở trong cái city của Westminster. Tại vì bây giờ họ mắc cỡ quá, họ thấy coi cộng đồng của mình à, họ thấy in the last 4 years, mấy người cãi nhau không à.
and disrespect each other. Yeah. Cái office này Amy nói là Amy sẽ bring respect back cho cộng đồng Việt Nam của mình, respect back cho cái position của council and mayor, and also respect back to cái staff của mình. Tại vì in the past cái council đó không có cho họ làm việc được, tại họ sợ họ walk on eggshell. Như là đi ở trên cái what's eggshell tiếng Việt? Excel trên vỏ trứng mềm á. Đi ở trên vỏ trứng mềm. Tại họ sợ. Cái hiện tượng mà làm tốt trong này thì ông này la mình, làm tốt đúng người rồi, kia, người kia la mình, riết hồi cái tốt hết, đừng làm đúng gì rồi, hết. Đúng rồi. That rất là đúng nguy rồi. Hiểm cho một cái cơ sở. Và cuối cùng họ stay idle, họ không dám làm gì hết. That's họ đứng yên chỗ, họ không dám làm. Yeah, that's why Amy nói tối đó là set the rule. Mình không có bao giờ làm mất mặt cái council này, mất mặt cái người ở đây và sống ở đây và làm ở đây. Yeah. Và cái đó hoàn là cái điểm đồng ý với Amy. Cái đó là cái điểm rất là quan trọng. Chắc hy vọng hai vị nghị viên biết rằng đó là tại sao có ad hoc committee. Đúng rồi. Ad hoc committee là làm việc qua committee, tất cả mọi chuyện để staff họ làm là làm chuyện của họ. Đúng rồi. Mình hỗ trợ tất cả các member muốn nói chuyện gì qua cái ad hoc committee. Đúng rồi. Chứ đừng phải 5 người chỉ, tại vì 5 người mà cũng vô tiếp tục trực tiếp với họ đó, để nhân viên họ không biết nghe ai. Đúng rồi. Là không biết ngày nào có đủ 3 người, ngày nào có đủ 3 phiếu, 4 phiếu là họ đuổi mình. Thành ra họ rất là sợ. Đó là cái phương án tôi nghĩ là rất là tốt để mà cần giải quyết. Tại vì cái dự án mà sau khi diễn hành Tết là dự án rất là quan trọng. Nó rất là complicated, nó rất là nhiều đa nhiều phương lắm. Thành ra không thể nào để một nhóm ban tổ chức của nhân viên mà cứ phải ngâm 5 ông chủ cứ chỉ ra rất là khó khăn như vậy. Tôi không biết là chuyện đó có giải quyết được chưa, không biết là nghị viên Nam Quang nghĩ rằng cái vấn đề được giải quyết được chưa, hay là tại vì tôi vẫn biết rằng cái vấn đề cái dự án tổ chức cái tương đại cái gì đó cái gì diễn hành Tết nó rất là khó khăn, mà nếu mà 5 thành viên làm cứ tiếp tục cãi nhau như thế này là không vừa làm việc được cái gì hết. Dạ đúng anh. Thưa anh, thật ra như thế này, cái ad hoc committee đó, cái ý nghĩa của nó là chúng tôi muốn chấm dứt cái chuyện cãi cọ qua lại. Thưa anh, chúng tôi muốn giao cái quyền điều hành trực tiếp cho ông thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, là tại vì và cô Amy đây là mình gọi là cái lượng máu mới, thưa quý vị, mà Amy nãy giờ hay nói tiếng Anh là fresh blood đó, là mình đem vô cái nguồn máu mới để cho mình thúc đẩy cái CD của mình nó phát triển hơn, mà nó đi nhanh hơn, tại vì mình đã biết được những cái người kia trước giờ họ không làm gì rồi. Thành ra mình phải thay đổi, mình phải có những cái người mới, những cái sáng kiến mới, những người dám làm, thưa anh, và có kiến thức. Thành ra một cái sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn, mà sự kết hợp rất là đặc biệt khi mà Nam Quang là cái người đề cử, là mình phải có cái ad hoc committee, và Nam Quang đề cử thị trưởng Chí Charlie Nguyễn vào và Amy vào. Tại sao? Thị trưởng Chí Charlie Nguyễn là một cái người có rất là dày dặn kinh nghiệm trong cái gọi là phương diện tổ chức. Anh ta đã có 30 năm, thưa quý vị, 30 năm để tiếp xúc với lại rất là nhiều hội đoàn và tổ chức rất thành công, rất là nhiều cái sự kiện lớn. Cho nên là Nam Quang, trong cái hội đồng thành phố đó không ai có thể là coi như là thay được anh Charlie Nguyễn Chí về cái chuyện đó. Và một cái người còn trẻ, rất là năng động và rất là muốn giúp đỡ cho thành phố của chúng ta tổ chức một cái cuộc hội chợ, một cái dự hành Tết thành công, đó là Amy Phan West. Tại sao chúng ta lại không kết hợp một người trẻ và một người có kinh nghiệm để mà vô điều hành cái cuộc dự hành Tết này, thưa anh? Chứ còn bây giờ để Kimberly Hồ vô rồi xong rồi Carlos Menzo vô, lại cuối cùng thành ra một cái chợ, lại cãi nhau, rồi là cuối cùng không đi đến đâu, thưa anh. Thành ra đây là một cái ý rất là hay khi mà chúng ta tạo ra và tất cả các thành viên kia đều có thể góp ý, đều đúng có anh, thể đúng, tham dự. Yeah. Chỉ cần nói chuyện với các thành viên họ, thoát để cho họ biết rằng hey, họ có quyền góp ý nhưng mà họ không có quyền quyết định, thưa anh. Thì đúng, để cho nhân viên họ tập trung trong chuyện của đúng họ anh. Họ không có work on Excel. Đúng rồi. Như là nghị viên em mới nói cái đó là một cái suy nghĩ, một cái ý tưởng rất là quan trọng mà nghị viên Amy Phan West đã đưa ra cho nhân viên họ biết được rằng. Tôi nhận thấy trong buổi họp đó nghị viên Amy Phan West cũng đã chứng tỏ cho đối với nhân viên là cái lực lượng mà thực sự đã làm việc đó, nói cho họ biết là hey, tôi không bao giờ nghi ngờ cái khả năng làm việc của quý vị. Quý vị rất là chuyên nghiệp, rất professional, rất là tận tâm làm đó. Nhưng mà cái thành phần ở trên cấp lãnh đạo đó không có nên phân tán làm phân chia công việc của quý vị. Nghị viên Amy Phan West đã nhấn mạnh nhiều vấn đề đó. Nghị viên giải thích rõ hơn cái ý tưởng Menzo như thế nào. Menzo với là Kimberly nói là
cái staff không có đủ khả năng để làm cái này Tết Parade. Rồi xong á, Amy nói no, cái đó là sai. Tại Amy thấy in the last week of sitting down with cái staff của mình, they have tons of experience and professional. They have skills and their specialty into different department. I believe in cái staff của mình, they can move this and do this with us. Rồi xong á, tại he nói là tại he không muốn cái Tết Parade, không muốn cái ad hoc này để làm. He wants to stop the parade this year. But Amy, I know they can do it. You know, we have time. We have the capacity to do it. We have the staff. Wow. Tại vì thật sự ra thưa anh, cho Nam Quang góp ý một chút xíu. Là tại vì thật sự ngay từ đầu trong những cái buổi họp trước của hội thành phố, Kimberly Hồ và Carlos Menzo cũng giống như Tài Đỗ đã có những cái ý là không có muốn có cái diễn hành Tết này cho cộng đồng Việt Nam. Cho nên là họ tìm đủ mọi cách hết là để họ muốn gây khó dễ cho cái chuyện này để họ chấm dứt, họ không có muốn cái diễn hành người cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở thành phố Westminster có một cái diễn hành Tết. Cái đó là cái ý đồ rất là dơ bẩn của những cái người đó, thưa anh. Thành ra Nam Quang, thưa quý vị, khi mà Nam Quang đi vận động tranh cử, Nam Quang đã hứa với quý vị rồi, chúng tôi vô trong hội đồng thành phố là chúng tôi làm việc cho quý vị vì tất cả cư dân thành phố Westminster, chứ còn không có phải là chúng tôi sẽ vô trong đó rồi vì quyền lợi chúng tôi vuốt ve lẫn nhau. Thưa quý vị, ông Manzo ổng sai, Nam Quang nói thẳng như mặt là ổng sai, bà Kim Lê Hồ sai, Nam Quang nói thẳng qua mặt, không có sợ. Và thí dụ nếu như mà anh Charlie Nguyễn Mạnh Chí anh có những gì sai, Nam Quang cũng sẽ góp ý thẳng với anh thôi, cũng giống như là Amy đây, Nam Quang nghĩ Amy cũng làm y chang như vậy thôi à. Tại vì chúng tôi là những cái tiếng nói rất là mạnh mẽ ở trong cộng đồng, ở trong hội đồng thành phố. Thưa quý vị, chúng tôi muốn thay đổi, chúng tôi muốn thành phố phải tiến tới, chúng tôi muốn thành phố phải phát triển, chứ không có ngồi đó mà cãi nhau như con nít trong bằng những cái chuyện lặt vặt. Chúng tôi muốn put an end to cái chaos của thành phố mình, cái rồi, chaotic trong đó. Rồi yeah. Amy mới talk to city manager that how mình keep cái orderly ở trong cái city meeting á, thì in the next agenda của January 11th á, thì mình sẽ có cái meeting on the agenda để cái giờ they start early, and then not only that the minute will reduce, không phải là 5 phút cho người ta nói, but reduce xuống to 2 to 3 phút, and then not only that spread it out to different agenda so that way they can, if they muốn á, they ngồi đó, they stay to speak later on 2 minutes on those agenda issue. So in a way, mình chưa finalize cái đó, but Amy sẽ work with the city manager to make sure mình có cái presentation để mình vote on in the next meeting, để mình make sure the meeting is purposeful, the meeting is respectful of the time of our staff and our resources. Wow, đây là một, tôi nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện rất là khó khăn mà tôi hy vọng rằng tôi biết đây là, cảm ơn nghị viên Amir Phan Quách đã có cái sáng kiến này. You speak my mind. Thực ra ở ngay cả ở hội đồng giáo dục của học khu Gandro đó, yeah. Chúng tôi có cái nguyên tắc. Exactly. Okay. Nguyên tắc là mỗi người chỉ được nói 3 phút thôi. Tiếng Anh, tiếng Việt, dịch gì cũng trong vòng 3 phút mà thôi. Đúng rồi. Và tất cả mọi vấn đề đó, mỗi cái issue đó chỉ giới hạn trong vòng 15 phút mà thôi. Quý vị có nhiều người lên nói, 3 người trước thì nói xong, 5 người trước là nói xong. Quý vị chọn lựa ai nói trước tới sau gì đó trong vòng 15 phút mà thôi. Đúng rồi. Và mình không có cái quyền, mình không có ngăn chặn ai hết. Nhưng mà mình phải như mình ngăn ngừa cái trường hợp là một buổi họp 3-4 tiếng đồng hồ chỉ là nói lại nhảy thôi trước khi mà thảo luận cái gì. Và cái chuyện, nhưng mà mình làm như vậy không phải là để mình ngăn ngừa ai nói không viên vị cái gì hết. Nhưng mà đưa cái phần làm sao mà cái phần gọi là góp ý của người dân trong vòng nửa tiếng, một tiếng thôi. Để phần còn lại 2-3 tiếng sau. Đúng rồi. Nếu mà cần thiết thì là nó, đương nhiên cái làm đó chứ mà trường hợp cần thiết quan trọng như vậy á, thì hội đồng ở đây thằng nói ok gia hạn thêm 30 phút, gia hạn thêm 45 phút, mình vẫn có quyền làm cái đó được. Chứ còn chuyện bình thường không biết là cái suy nghĩ đó như là, tại vì đây không phải là cái chuyện mà quý vị vô là bóp miệng ai, bịt miệng ai. Đây là cái chuyện tất cả mọi người đều làm như vậy hết, hầu hết mọi người đều làm như vậy để giữ cái mức độ mà kéo dài của cái public comment. Không biết là tại mọi người nghĩ như đó đó luật sư Lan, mình đi ra mình finish 1 giờ sáng lận.
That's unacceptable. Cái đó là very disrespectful to our voters, but also our staff. Tại vì they phải type up everything. They document mọi cái gì mà mình nói ngày đó, tối đó. Rồi xong, they dùng hai tiếng đó để type up everything, làm everything. And then they về là từ 2-3 giờ sáng. Đúng rồi. That's unacceptable. Mình waste cái time. Rồi mình waste cái resource của mình, tại mình phải trả tiền cho họ nữa, you know. And that's why khúc mà mình limit cái time á, mình start early á, thì nghĩa là mình có giờ để làm việc and mình conduct only business matter to the city. Mình không có, người ta có giờ để cãi nhau, you know what I mean? But stick to the program, stick to the purpose of conducting cái agenda and the business of the city. Cảm ơn người viên Amy Phan quá đã chia sẻ. Nãy người viên Nam Quang đã nói là to speak your mind, meaning xin đọc được ý nghĩa. Không biết là người viên Nam Quang là tại vì Nam Quang cũng đã tính là gọi cho bên làm việc với City Manager để mà reduce cái oral community communication xuống còn 3 phút. Và mình cũng muốn một trong những cái điều quan trọng là Nam Quang muốn là cái oral communication đó nó cũng giới hạn trong vòng 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ thôi. Không có đi xa hơn nữa, những người nào tới sớm, đăng ký sớm nói. Còn sau đó, nếu mà vấn đề nó quan trọng thì mình sẽ giới hạn thêm giống như anh nói. Tại sao anh biết em có cái ý đó không? Là tại vì Nam Quang tới, thưa quý vị, Nam Quang có một lần tới chỗ Garden Grove Unified School District đó. Và Nam Quang thấy được cái cách của Garden Grove Unified School District, chỗ mà luật sư Lưu làm việc, quý vị, họ làm theo cái cách đó và I really like it. Nam Quang rất là thích cái đó. Đó, thành ra mình không thể nào, thí dụ 10 người dân hay là mấy chục người dân, 100 người dân họ xếp hàng để mà họ nói, rồi how is it going to end? When is it going to end? Đúng không? Mình phải conduct cái business giống như Amy nói, là mình phải chú trọng vô cái business, mình giải quyết cái công việc đó, chứ không phải là mình cứ ngồi đứng đó mình nghe người ta cứ muốn ai nói cái gì nói. Chẳng lẽ giờ 100 người nói, anh biết cái tiền trả cho luật sư bao nhiêu một giờ không? 250 đô một giờ. Nhưng mà không phải trả cho luật sư không, mà trả cho nguyên một cái staff mà ở trong đó bao nhiêu người. More than 10 people. Thưa các bạn, đó là chưa nói những người chỉ mất muốn, rất là nhiều muốn tiền, biểu diễn tiền. Thôi. Đúng vậy. Chỉ muốn biểu diễn thôi, chứ không phải là nói gì hết. Họ muốn 5 phút của họ nói tiếng Việt, 5 phút của họ dịch tiếng Anh, họ có được 10 phút. Chỉ cần vài người như vậy là mất toi hết nửa tiếng, đúng mất rồi. Toi hết một tiếng đồng hồ. Mà họ chỉ muốn biểu diễn để nó tiếp tục. Nhưng mà, thành ra chứ không phải là họ muốn gây dựng cái gì nữa. Thành ra cái đây điều đó nó rất là nguy hiểm như vậy. Đó là chưa nói, nếu mà mở đường như vậy, sẽ có người cầm cờ đỏ khi vô rồi bắt đầu đọc diễn văn của họ. Wow, thì đương nhiên họ phải chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà nó mở đường cho những người lợi dụng biểu diễn cho cái mục đích của họ, thay vì cho cái business của thành phố. Tại thành vì, ra, quý anh, vị cần phải giải có những người họ sẽ lợi dụng cái cơ hội đó để họ chỉ phục vụ cho cái quyền lợi của họ thôi. Họ exploit cái weakness của cái the law đó, cái policy. Ví dụ bây giờ họ ghét Nam Quang đi, hay là họ ghét anh Charlie Mạnh Chí, hay là họ cái kệ họ, cũng ghét cô Amy đi. Họ kéo mấy chục người vô là chỉ để mà được ngồi đó, họ đứng đó để mà họ criticize mình thôi. Cái đó nó that's unacceptable to me. Cái đó không có, em nghĩ là cái đó không có chấp nhận được. Nhưng mà nếu các bạn làm trước cái vấn đề nó, chúng ta trong luật pháp nó gọi là content neutral. Tức là tôi đặt cái luật này không phải là để binh cái này chống cái kia. Đúng nó rồi. Chỉ là nguyên tắc làm việc chung thôi, những luật lệ chung thôi, chứ không phải là tôi sợ cái anh chống đối hay tôi muốn anh hỗ trợ. Nó không phải là như vậy. Đúng mà rồi. Phải làm trước, chứ đừng có để nó lan sang nhiều rồi bắt đầu nó mới làm, thì họ nghĩ rằng ồ bây giờ mình giảm thiểu cái sự chỉ trích, đó là cái vấn đề. Cảm ơn hai bạn là chia sẻ những ý tưởng đó. Tôi nghĩ đó là vấn đề vấn nạn rất lớn cho cái buổi họp của thành phố Westminster. Cần phải rút ngắn cái thời gian đó để mà đó, thì trong cái buổi họp đó khi mà Councilman Carlos Manzo nói về tranh luận về cái ad hoc committee đó, thì ông ta nói quá nhiều. Nam Quang nói là bây giờ we have the motion on the floor, mình đã có cái motion rồi, bây giờ mình vote cho nó đi, không có cần nói gì nữa hết á. You nói vòng như vậy, nó không có được lợi ích gì hết, mà nó còn tốn tiền của thành phố, tốn tiền của những người dân đóng thuế. Ủa, người dân đâu có đưa cho you cái blank check để mà you cứ nói hoài vậy đâu. Tại vì cứ mỗi một phút mà you nói là thành phố phải trả tiền đó, người dân phải trả tiền thưa, đó. Thưa nghị viên Nam Quang, trên một cái bàn thảo luận như vậy, các nghị viên họ không có bị giới hạn và để cho họ cái quyền họ nói. Nhưng mà cử tri họ phán quyết người này nói bậy hay nói đúng hay có lợi hay không. Nhưng mà
cư dân. Không thưa anh, khi mà mình có cái motion on the floor rồi đó là mình phải vote. Chứ mình và không cái đó là vai trò của cái người điều hành buổi họp. Tại vì đúng, cái ông thị trưởng ông sẽ thấy, hey, we already, you know, you already have a chance to talk about it, and then now we go vote for it. Vâng, cái đó là cái vai trò trách nhiệm của cái người điều hành buổi họp. Thì mỗi người được thay phiên cho nó họp như vậy. Đúng. Nhưng mà chúng mình bầu là bầu. We're talking about respectful here. Và cái đó rất là quan trọng. Đúng không? Tại vì nếu như mà anh nói quá nhiều, anh sẽ tốn tiền thành phố, mà anh violate cái giờ của tụi tôi nữa. Đúng không? Mỗi người có cái cuộc sống riêng nữa chứ đâu. Anh cứ ngồi đó anh nói hoài. Rồi xong rồi sao? Sao Amy đi về nhà với lại con cái? Sao năm qua đi về nhà con cái? Rồi staff ở dưới kia làm sao mà họ đi về nhà với con cái? Cứ ngồi đây tại vì anh nghĩ anh có cái quyền đó, anh cứ nói hoài hay sao? Cái đó là disrespectful đối với năm qua. Cho nên là we got to have a mutual respect, anh. Mình phải, tất cả mọi người phải tôn trọng nhau. Ok? Tôi có thể tôi nghe anh 5 phút, 10 phút. Nhưng mà anh đừng có nói 30 phút hay là 20 phút. Nó không có đáng. Vâng, cái đó thì nó không quan trọng, mà cái quan trọng cái đó là nó chỉ là nghe vì người khác. Yeah. Cái quan trọng mà break in người ta đang nói, cái phiên của họ nói từ người này, cái cách nhà vô tình đó là cái hiện tượng nó xảy ra rất nhiều. Đặc biệt là với nghị viên. Hồi trước trong quá khứ họ đã làm như vậy. Đúng, họ làm. Chứ là khi họ nghe nói không đủ cái họ break in của nó xong rồi cãi qua lại rồi người thì nó đúng không? Nó không respectful, nó không tôn trọng nhau. Trong quá khứ khi mà ông Tài Đỗ nói, ông Carlos nói, bà Kim Liều nói, năm qua thấy ông thị trưởng với lại ông Charlie Mạnh Chí rất là tôn trọng, họ ngồi họ nghe. Nhưng mà đến khi ông Charlie Mạnh Chí nói là mấy cái người kia nhảy vô họp của họ để mà nói này nói kia tùm lum hết, thành ra cuối cùng nó thành ra một cái chợ. Chính họ là không tôn trọng người khác. Thành ra em muốn, thưa quý vị, chúng tôi muốn là chúng tôi phải đem cái order đó, giống như là Amy nói đó, mình phải làm cho cái hội đồng thành phố của mình nó thành ra tử tế lại, thưa quý vị, chứ còn không có kiểu ngồi trong đó rồi xong muốn nói cái gì nói, không có tôn trọng ai hết. Và giờ mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ làm được, và chúng tôi sẽ làm được, thưa quý vị. Well, nên nhớ rằng nếu các bạn làm được như vậy, các bạn giữ vững cái quan điểm cần đem lại sự tôn trọng cho thành phố, đem lại sự tốt đẹp và move forward như vậy, họ sẽ gọi các bạn là gang up tree, là băng đảng, là phe đảng, là bịt miệng thiên hạ. Không biết là nghị viên Emil Phan Quách có hiểu cái đó sẽ đến không? Nghị viên định đối phó như thế nào nếu họ gọi cái này là so một Amy cái băng đảng nói mới? Là Amy á, như là cái mayor and the new council là fresh blood, this is a new start. Election, we're not election denier. They should not be election denier. In the next 4 years, let's work together, partner up to move our city forward. We want to be a solution-oriented city where our nearby city like Garden Grove, Found Valley, and Huntington Beach can look at us and say, wow, we are impressed with that community, that we want to partner up with our voters that live in our city to say, partner up with us, let's be solution oriented, because we want to solve problem. We heard in the last 4 years the nagging, the complaining, and where did it get us? Nowhere. So now I want you to partner up with the new mayor and council to bring a solution, and we would love to meet with you. So that is the idea of the next meeting, to have them come and solve the problem, the issue of the city, of what each resident is concerned about, which are the thing I point earlier: safety, security, jobs, our children and family, and homeless problem. So I think, I don't know if you want to explain in Vietnamese, but did you? No, go ahead. People don't understand. Okay. So nhưng mà như viên em yêu fan quá, nên nhớ rằng mình muốn là một chuyện. Mình cần phải có sự hỗ trợ của đồng hương. Absolutely. Tại nếu mình không có cái sự hỗ trợ của đồng hương đó, đèn tiếng nói của mình không có kilo, người ta không có tôn trọng. So cái điều rất là quan trọng. Yes. Uh-huh. Yeah, so mình cái in the next meeting thì Amy sẽ kêu cầu cộng đồng của mình thì come để mình solve cái problem của cái city của mình. Mình in the last 4 năm mình nghe ở trên TV rồi, mình coi rồi cái council meeting, người ta cãi nhau, người ta nói nhau, người ta point finger, but không có bao giờ có ý
kiến để mình giúp chung nhau, để giúp cái council move cái city của mình forward. Tại vì mấy người cộng đồng ở trong Westminster họ care về con cái của họ, gia đình của họ, việc làm của họ, safety với homeless, you know, and crime in the city. So họ lo về mấy cái đó. So Amy sẽ kêu cầu cộng đồng mình giúp mình để solve cái problem này together, để mình để mấy cái người neighbor của mình á, với tỷ Garden Grove, City Garden Grove, City Farm Valley and Huntington Beach, nó coi cái cộng đồng của mình nói là oh wow, họ là united, họ là làm chung, họ solve problem, wow, we want that in cái city của mình luôn, mình muốn cái đó. You know, so that's why Amy muốn cái city của mình proud to live in the city of Westminster. Tại mình là example, mình muốn be example for the own nearby city. Và cái sự đoàn kết đó nó rất là quan trọng. Okay. Trong tất cả cái kế hoạch nào của thành phố đó, mình phải work with united voice, unified voice. Tại vì cho dù dự án gì đó, không ai muốn đầu tư, không ai muốn phát triển nếu mà mình làm lại xong là 1-2 tháng sau có người khác đồng ý họ làm lại. Yeah. Y chang đúng như rồi. Cái chương trình phát quà 100 cái thẻ, yeah, 100 rất là nguy hiểm cho người ta. Đó là chuyện 100 đồng là chuyện nhỏ, có một số người vậy. Nhưng mà cái dự án này người ta bỏ tiền vô, ta nói hey, tôi tưởng là hội đồng lên thành phố, họ muốn hội đồng thành phố là phải đồng kết. Chứ không phải là 1-2 tuần sau cái một người nói ồ tôi không được này, giờ tôi muốn làm cái kia. Họ gây rắc rối, không biết là các bạn nghĩ như thế nào về cái chuyện cái nhu cầu là cần phải đoàn kết với nhau để cho một cái ấn tượng là cho tất cả mọi người làm ăn trong trong thành phố này biết rằng họ có cái sự đoàn kết ở trong hội đồng thành phố để mà họ có cái sự an tâm đầu tư cái công việc của họ. Không biết là nghị viên anh Nam Quang nghĩ như thế nào về cái nhu thưa cầu anh là... cái đó cái là cái sự yên ổn đó anh, cái sự yên ổn nó rất là quan trọng khi mà những nhà đầu tư họ nhìn vô một thành phố, nhìn vô một tiểu bang hay là nhìn vô một quốc gia. Thưa anh, nếu một quốc gia mà nó có chiến tranh liên miên, nó thay đổi chính quyền liên miên thì không có một cái công ty nào nó dám đầu tư vô đó hết. Thì cũng thưa quý vị, nó trở lại cái vấn đề là một thành phố cũng vậy. Nếu như mà thành phố mà ở trong đó nghị viên xáo trộn lên, cứ thay đổi luật lệ liên tục, thì không có một ông developer nào mà dám nhảy vô đó để build khách sạn hay là build nhà hàng hay là build một cái khu thương mại hết. Thưa anh, cho nên là cái công việc chính của của council members đó, thưa quý vị, là phải đoàn kết lẫn nhau, đoàn kết với nhau để mà đưa ra những cái quyết định sáng suốt, giữ cho thành phố có những cái có gọi là cái sự stable đó. Thưa anh, phải giữ stable để cho những mình khuyến khích những cái người nhà đầu tư ở bên ngoài, họ nhìn vô họ nói wow, cái thành phố này là cái thành phố mà chúng ta nên phải đầu tư vô, chúng ta phải xây dựng vô. Tại vì về lâu về dài họ sẽ khuyến khích chúng ta, họ sẽ đưa cho chúng ta những cái benefit này, những cái benefit kia để mà chúng ta có thể là make money. Chúng ta thì khi mà Nam Quang nói về make money, quý vị, mình nói về gọi là win-win situation, là phải hai bên cùng có lợi, có nghĩa là chúng ta thành phố cũng có lợi và những nhà đầu tư cũng có lợi, thì lúc đó hai bên đều vui vẻ cả. Nam Quang kêu gọi những người ở trong council member, là những cái người đồng viện của Nam Quang, là chúng ta phải bỏ qua những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ, chúng ta có thể bất đồng trên một vài cái vấn đề, nhưng mà những cái chuyện lớn á, quý vị, là phát triển thành phố và giải quyết nạn homeless, cũng giống như là tạo cho thành phố một cái an toàn đó, để cho con cái của chúng ta nó có thể nó đi ra đường chơi, người già đi dạo phố buổi tối như nọ, mà không có phải lo lắng về những nạn cướp giật, mà những nạn cướp giật đó gần đây nó rất là nhiều, thưa quý vị. Thành ra Nam Quang muốn là chúng ta phải nghĩ tới cái hướng mà có lợi cho người dân, có lợi cho thành phố, để mà chúng ta phải bắt tay với nhau để làm việc cùng, với là đồng lòng với nhau để làm việc. Còn những cái vấn đề mà ok anh ghét tôi hay tôi ghét anh, ok giải quyết bên ngoài, chứ còn chuyện mà chúng ta vì thành phố, tại vì người dân bầu chúng ta lên để mà chúng ta làm việc cho thành phố, chứ không phải bầu chúng ta lên để chúng ta cãi nhau về những cái vấn đề ghét cá nhân với nhau. Thưa quý vị, đừng có làm mất thời giờ của thành phố, đừng có mất tiền bạc của người dân, mà chúng ta phải làm việc cho người dân. Thành ra Nam Quang với lại Amy với lại những cái người mà đồng chí hướng với lại chúng tôi là sẵn sàng bắt tay vô làm việc với nhau ngay bây giờ vì cộng đồng, vì thành phố. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đã hết giờ rồi. Mặc dù là đây là chỉ buổi chương trình đầu tiên thôi, chúng tôi hy vọng các bạn còn có tới 4 năm sắp tới. Thì chúc các bạn nghị viên Amy Phan West và tân phó thị trưởng Nguyễn Nam Quang đấy, chúc mừng Nguyễn Nam Quang được chọn là
phó thị trưởng trong hội đồng thành phố Westminster. Và đương nhiên khi mà kết thúc chương trình, tôi cũng mong rằng chương trình hôm nay, thực ra tôi muốn là đồng hương hiểu rõ những cái khó khăn, những cái trở ngại cũng như cái ước muốn của mà các bạn tham dự vô hội đồng thành phố này. Mà tôi mong là quý đồng hương hãy tiếp tục hỗ trợ những cái vị đại diện cư dân này, và cái sự hỗ trợ của quý vị nó rất là quan trọng để gửi một cái tín hiệu cho những thành phần phá hoại, họ không thể nào tiếp tục phá hoại được nữa, và để gửi một cái message cho những cái thành phần phá rối đó, họ hiểu rằng phá rối chỉ có hại cho chính họ chứ không có đem lợi gì cho ai. Và tôi hy vọng rằng nghị viên Amy Phan West cũng như phó thị trưởng Nguyễn Nam Quang hãy cố gắng vững tin, vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ của đồng hương để tiếp tục công việc tới, chúng ta đem lại cái sự hãnh diện, cái sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như cái thành công thịnh vượng cho thành phố Washington. Vài xin mời nghị viên Amy West có vài lời chào quý vị thính giả trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Amy muốn cảm ơn quý vị để support Amy và Nam Quang and Charlie in this new venture để 4 năm nữa. They make sure cái city của mình Westminster thriving and being successful. But not only that, they đem cái respect back. Yeah. Cái sự tôn trọng, tôn trọng lại cho cái cộng đồng Việt Nam của mình và cái city của Westminster của mình và cái chỗ làm và chỗ ở và sống của mình. Yeah. Xin mời Phó Thị trưởng Nguyễn Nam Quang. Vâng, rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Nam Quang với lại các đồng việc của Nam Quang trong cái cuộc tranh cử vừa qua. Chúng tôi sẽ không có làm cho quý vị thất vọng đâu. Chúng tôi sẽ làm hết sức ra để cống hiến cho quý vị. Và cũng nhân đây mượn cái làn sóng này để mà cảm ơn đồng viện của chúng tôi là Amy Phan West đã tin tưởng chúng tôi và đề cử chúng tôi vô chức vụ là phó thị trưởng của thành phố Westminster. Rất là cảm ơn Amy đã tin tưởng chúng tôi. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Người dân muốn biết được phát thanh trên làn sóng Vietnews TV. Cảm ơn nghị viên Amy Phan West cũng như phó thị trưởng Nguyễn Nam Quang đã tham dự trong chương trình lần đầu tiên, nhưng cũng rất là sôi nổi ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng có nhiều cơ hội hơn để mời quý vị đến đây để chia sẻ những tin tức cập nhật đến cho đồng hương. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị cùng chương trình cùng ngày giờ này kỳ tới, và hy vọng với cái sự trở lại của tân thị trưởng Charlie với bệnh viện. Thank you.